Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Mấy ngày hôm nay thì khách hàng sau mà chúng ta thấy có một cái lễ, tức là cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng. Hôm nay cũng là kết thúc rằm rồi. Thì đâu đó là trong, ví dụ như mình xuống Ocean Park 2 ấy, thì là các khách tìm khách hàng trong đợt Tết tìm hiểu và cũng bắt đầu với công việc quay lại những cái thủ tục với Vin ở trên trung tâm thương mại, hoặc là khách hàng cũng xuống dự án tìm hiểu, rồi là những thông tin bên lề về cái chuẩn bị cho những năm bản lề của 2023 với chủ đầu tư Vinhome. Thì chúng ta cũng có ngồi với nhau một số cái câu chuyện. Thì một số khách hàng thì mấy hôm nay cái thông tin về các cái dự án Vin sẽ mở trong năm 2023 cũng là một cái điểm hot. Với lại một số các thông tin hiện tại thì dưới công trường Ocean Park 2 và Ocean Park 3 thì cũng đã ngày mai mình xuống thường xuyên thì các cái công tác vệ sinh hoặc là công tác chuẩn bị cho thi công mới thì thường là với bất động sản ấy thì mọi người cũng có một cái tâm linh riêng là độ khoảng 16 thì động thổ các cái thứ. Thì chắc chắn rằng là mình cũng nắm những cái gì đó thông tin trên công trường thì mình có những cái video phản ánh lại chia sẻ cùng các bạn. Nhờ video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số câu hỏi về các cái dự án mới của Vin thì đánh giá tiềm năng cơ hội ra sao, và cũng như video trước mình cũng chia sẻ về cái ba dự án ví dụ như Cổ Loa này, Vũ Yên này, Móng Cái thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì. Thì video này mình sẽ cái lựa chọn cái đầu tiên chia sẻ với các bạn là Vinhome Vũ Yên. Tổng cái câu chuyện như này, cũng nhớ mình nhớ là ngày xưa chúng ta cũng sẽ có quyền tìm hiểu các cái thông tin mà chúng ta lọc thông tin tìm trước hiểu rồi đầu tư. À, giống như cái thời điểm này năm ngoái thì chúng ta cũng đã đang, và cái thời điểm đấy thì Covid thì chúng ta cũng chưa được tự do đi lại như bây giờ. Đấy, và cái lượng update thông tin rồi trao đổi cà phê rồi các thứ lượng thông tin chắc chắn nó cũng cũng có một cái phạm vi. Nhưng bên cạnh đó thì 4.0 ấy thì nhiều group lắm, nhiều group để kêu gọi gọi là cọc thiện chí rồi các thứ thì nó rất là nhiều. Mà đâu đó thì chủ đầu tư, mình nhớ là chủ đầu tư phải ra hai cái thông báo về cái sự kiện mở bán của Ocean Park 2. Thế thì bây giờ với các dự án mới thì cũng có người hỏi lại mình rằng là anh ơi, thế thì bây giờ cái điều kiện pháp lý của nó ra sao, hay là theo anh thì thông tin đấy thì như thế nào, anh em mình tìm kiếm cơ hội đầu tư như thế nào, hoặc thậm chí các cái sale bây giờ cũng phải bật bài toán đúng không. Thì mình cũng chia sẻ là như này, với quan điểm của mình thì tiệm cận thông tin trên cơ sở tìm kiếm các cái thông tin mà đáng tin cậy. Cái thứ hai là với là những cái đại lý F1 thì chắc chắn là mình phải được những cái gì truyền thông từ chính thống từ chủ đầu tư. Nhưng mà tìm kiếm cơ hội thì chắc chắn anh em liên tục được nói, và thậm chí được update, thậm chí tra cả Google và thậm chí là tìm kiếm nữa. Thì mình thấy rằng là riêng về Vin Vinhome Vũ Yên ấy thì với chủ đầu tư Vin thì cũng đã làm, ví dụ như họ chia ra các hợp phần chẳng hạn như là ở đấy có các cái tiện ích về sân golf này, Vin Wonder này đúng không, rồi shop house rồi rồi là trong đấy thì họ sẽ có các cái hạ tầng kèm theo, và đôi khi thì chúng ta cũng sẽ lý giải là tại sao lại Vin lại chọn Hải Phòng chẳng hạn. Đấy, kinh tế chính trị xã hội ra sao gắn với những thời điểm này thì có những cái điều kiện sẽ chia sẻ trong phạm vi, và có những cái điều chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu, thậm chí là như mình thì mình cũng tầm tìm hiểu từ trên cái phạm vi, và thậm chí là anh em trong xây dựng ấy tìm hiểu kiếm trên những kênh đấy. Đấy, những nhà thầu ấy thì cũng là một kênh mà mình thấy rằng là nó cũng khá chính xác đúng không. Đấy, để chúng ta thấy rằng là đưa ra những cái thông tin của mình như vậy là có kiểm chứng, và đôi khi là từ cái đấy mà chúng ta đi lo, mà ví dụ đầu tư ấy, thì lo về kiếm tiền, lo về cái dòng tài chính cẩn thận. Thế còn đâu các cái bài toán tài chính hoặc cái gì chính thức thì mình với Vin làm thì luôn là chuẩn chỉ đúng không. Các cái ví dụ như ở Ocean Park 2 thì được cái phép mở bán của Sở Xây dựng Hưng Yên,
Thì bây giờ ví dụ như Vin Vinhome Vũ Yên chẳng hạn thì chắc chắn là cũng phải là Sở Xây dựng Hải Phòng quản lý đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số cái vấn đề tại sao ở Vũ Yên, rồi là chúng ta cơ hội chúng ta sẽ như thế nào. Thì câu chuyện là dự án ở đấy thì có 865 hecta và nằm cái đấy nó như một cái đảo. Mà nếu như trong các cái quá trình thuyết trình về Ocean Bank 1 thì chủ đầu tư luôn nói cái xu hướng chung của thế giới bây giờ là từ Old Town sang New City. Và với Vin thì mình đang định hướng là ví dụ như ở Ocean Bank 1 đã là một câu chuyện của Singapore rồi nhé. Câu chuyện của Ocean Bank 1 từ tháng 6 2018, nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ có cái khu chẳng hạn như là Sapphire 2, Sapphire 1, rồi là gì nhỉ? Các cái khu ở thấp tầng theo các cái kiến trúc 2.400 căn thấp tầng kiến trúc, hoặc đến bây giờ cao tầng ấy thì cũng sẽ có những cái khu như là Gen Park theo môi trường sống của Nhật Bản này, ở đất nước Bhutan đúng không, Sapphire Singapore, rồi là Pavilion là theo Singapore, rồi Bayfront trong kiến trúc trong quy hoạch thì sẽ là kiến trúc của Dubai đấy, rồi là bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái nữa là Zurich. Zurich đem lại là Mitsubishi Corporation, chỗ khu Zurich ấy thì xây dựng theo phong cách của thụy sĩ, một cái đất nước yên bình, một đất nước thị trường tài chính tốt mà những người giàu có nắm giữ tài sản tại đấy, rồi Paris hoa lệ chẳng hạn đấy, thì họ sẽ đưa ra những câu chuyện mà mình thấy rằng là với Vin thì đang đưa những cái kỳ quan của thế giới về kiến trúc của cái phong cách sống của cái đứa đấy đem cái đẹp, mình cũng là một lợi thế đi sau về với một phân khu, về với một cái đại dự án siêu thị. Thì Ocean Park 123 thì là siêu quần thể rồi, 1.102 ha. Phú Quốc là 1.099 ha. Thì với như Ocean Park 1 là 422, Ocean Park 2 là 458 ha. Thì ở bên Vinhome Vũ Yên ấy thì theo được quy hoạch được duyệt 1/500 thì là 865 ha. Đúng không? Đã khởi công sân golf thì đã đi vào vận hành, các golfer đã đánh ở đây, đúng không? Đã có nhiều cái giải rồi. Và VinWonders thì cũng đã thủ tướng cũng đã phát hành lệnh khởi công ngày 21 tháng 6 năm 2020. Đấy, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là Vin làm thì có lộ trình, và mình thấy là đấy là một Sentosa ở tại chúng ta sẽ thấy như Singapore ấy, thì cái đảo đấy đảo Sentosa thì Vin đưa đầy đủ về, là đâu đó gì cũng có sân golf này, khách sạn này, có VinWonders này, VinWonders thì giống như là các cái hạ tầng công viên ví dụ như trong trong Phú Quốc ấy, đấy thì có những cái đưa đến một cái nền kinh tế du lịch đúng không? Thế và các cái đấy thì đặc thù của cái Vũ Yên ấy thì lại nằm trên ba con sông. Đấy, Minh Đường Tụ Thủy, ví dụ như là ở Ocean Bank 1 thì Ocean Bank 2 thì chỉ có dòng sông Bắc Hưng Hải thôi. Nhìn ra nữa dòng sông sông Hồng xa, khoảng cách xa, nhưng mà riêng cái vị trí của Vũ Yên ấy thì nó nằm trên ba dòng sông là sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn. Đấy, cái tên đấy thì đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự quy hoạch đồng bộ và đâu đó là cái bất động sản hướng thủy, chẳng hoặc là chúng ta nhìn trong Grand Park cũng vậy, trên sông Đồng Nai và các cái dòng sông sông Tắc chẳng hạn ví dụ. Thế thì chúng ta cũng có thấy những cái đại đô thị các siêu quần thể về Singapore thu nhỏ này, các cái phân khu khác nhau đem cái các cái kinh đô ở bên nước Mỹ về chẳng hạn đấy. Thế thì và hoặc đâu đó có 121 căn thì phải, căn Zeewolde đấy là mình mới thấy là cho những siêu tỷ phú thật sự như vậy đấy. Thì quy trình bán hàng này đặt cọc 2 tỷ không hoàn lại cơ. Thì các bác thẩm định rất là kỹ. Nhưng mà cái giá trị limited và Vin kết hợp với các hãng thời trang nổi tiếng. Thế thì bây giờ câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là gì? Rất nhiều ý kiến phản hồi là anh ơi Vin 1 2 3 nó còn đang nhiều này. Em nghĩ là thế cái đấy nó có sự phản biện gì không? Đấy, rồi là Hạ Long Xanh, rồi Móng Cái hoặc là ấy. Thì câu chuyện nó như này. Vin thì chắc chắn là với tập đoàn kinh tế tư nhân, với lại các cái bộ máy, thật ra thì mình bộ máy giúp việc của bác Vượng cũng là kiệt xuất. Ví dụ như dừng lại dừng Vinalize thì các bạn thấy đẳng cấp không đúng không? Vin dừng Vin Vin về Vinmart đúng không? Cái gì không hiệu quả thì bác dừng dừng ngay. Đấy, thì cái gì triển khai tiếp là vẫn triển khai. Vừa rồi thì đúng là
cái câu chuyện của VinFast nữa. Thế nhưng tại sao mình sẽ lại nói câu chuyện ở Hải Phòng, đúng không? Tại sao lại triển khai ở Hải Phòng? Tại sao lại không ở Hạ Long Xanh, đúng không? Thì cái này cũng có thể là chia sẻ sâu hơn các bạn một tí. Nhưng ví dụ nha, mình nói là với chiến lược của Vin, trong rất từ lâu rồi, nói chuyện khi bác Vượng nói chuyện với bác Hùng, chủ tịch tập đoàn Viettel lúc đấy giờ, thì bác bảo bác phải cắm cờ bên Mỹ. Đấy, không cắm ô tô là phải cắm cờ bên Mỹ, làm như thế. Và đến bây giờ thì nó thành sự thực rồi. Canada có, châu Âu có, tức là các cái showroom ấy. Thì trong chiến lược tới thì bác sẽ chú trọng về cái VinFast. Đấy, thì cái công nghệ sạch nữa cơ. Thế thì rõ ràng là bác bảo là đi bắt đầu đoán đầu được bằng từ đấy thì nó sẽ mở ra rất nhiều cái cơ hội. Thế và đi kèm theo nó là logistics của bạn VinFast, và bác cũng ký một cái mà cái hãng pin lớn nhất của Trung Quốc ký bên Nhật Bản ấy, thì cũng là như vậy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì ở tiềm năng Hải Phòng là gì. Thì Hải Phòng nhá, ví dụ như là VinFast đặt ở đấy, nhà ở xã hội thì các bạn sẽ thấy là trong lộ trình phát triển thì Vin cũng dành cái đầu tiên, khởi phát súng đầu tiên về nhà ở xã hội thì Vin cũng mở xây ở Thanh Hóa này, xây ở Quảng Trị, đúng không? Và có cái thư khảo sát về các cái những người mà làm cán bộ công nhân viên ấy, cán bộ làm cho Vin ở VinFast ấy, thì cái đấy là sau này. Thế thì Vin luôn đi trước, mình phải khẳng định với các bạn là luôn luôn đi trước, chứ không phải đến bây giờ bảo là các hiệp hội bất động sản mà mất cung cầu rồi là thế này thế kia, thì Vin đã đi trước rồi, riêng là nhà ở xã hội nhá. Cái câu chuyện đấy là một nhá. Thế thì nhưng cái chiến lược đồng bộ của Vin và cái tầm nhìn dài hạn nữa thì sẽ là gì? Là VinFast, VinFast sẽ xây dựng nhà máy bên Mỹ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là thường thì chúng ta sẽ thấy là trong cái xe của VinFast ấy, thì bác Vượng theo kiểu là marketing trải nghiệm. Tức là bác ấy cho những người bây giờ có hơn 65.000 đơn đặt hàng ở bên Mỹ, đúng không? Thì bác cho gọi những người đấy sang đây thăm nhà máy VinFast, đúng không? Đi thậm chí là đi đi một vòng quanh, mình chứng kiến đi một vòng quanh ở Ocean Park 1, đúng không? Xong lại vào Vinpearl Nha Trang. Đấy. Thế thì cái đấy là cái đi liền theo theo khía cạnh là kiểu marketing trải nghiệm. Và như vậy rồi chúng ta sẽ thấy rằng gì? Đâu đó ví dụ nhà máy Samsung đặt tại Thái Nguyên thì hút một cái lượng, hoặc là ở Bắc Ninh ấy, thì các cái chuyên gia ấy, thì thuê nhà Riverside rất là nhiều, đúng không? Đâu đó cái đảo phân khu đảo Dừa hay Ngọc Trai hay cái đấy thì chúng ta cũng đang hướng tới là cái nền kinh tế và cái phong cách sống mới bây giờ. Các cái chuyên gia ấy, thì họ hay thuê những cái nhà đấy, mà đấy cũng là một cái đặc thù chính là Vin có 988 căn hoàn thiện đầu tiên tại dự án Ocean Park 2. Thế thì bây giờ nhá, ở Ocean Park ở Hải Phòng thì chúng ta sẽ nhìn thấy VinFast, đúng không? VinFast, thế thì với nhưng mà VinFast không phải bây giờ mà chú trọng như thế thì mới lại là đặt ra Vũ Yên. Thì thậm chí là cái sân golf ấy, sân golf của Vinhome ấy thì cũng đặt từ 2017 cơ, Vin 36 lộ. Đấy là các golfer đã đấy rồi. Đấy, thế và chúng ta cũng sẽ thấy có những cái chủ đề chẳng hạn như là VinWonder ấy, thì một nền kinh tế du lịch với các cái trò chơi như Disneyland ấy. Đấy, thì cái của Vinpearl sẽ là như vậy. Và đấy cũng là một lần đầu tiên Vinpearl VinWonder tổ chức thi công có mặt tại phía Bắc. Còn trước đây thì là nằm ở Phú Quốc này, Nha Trang và Hội An. Đấy, cái đấy. Thì cái câu chuyện đấy là cả một quá trình phát triển. Và nếu như trong cái kịch bản ở trong trong các cái bản đồ được tung ra hoặc trong kế hoạch ấy, thì có Vinpearl ở Gia Lâm nữa, Sarafi ở Gia Lâm đâu đó tầm hơn 80 hectare ở phía bên kia của cái Ocean Park 1. Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là một cái lộ trình đi về bài bản. Thế và bây giờ chúng ta sẽ nhìn với nhau, thường thì trong đấy sẽ có cái gì, đúng không? Một dự án ấy thì cái đấy thì sẽ đi theo hướng theo một nền kinh tế du lịch, nhưng mà cũng một cái địa thế rất là đắc địa. Chúng ta sẽ nhìn đấy, mình cũng đã tìm hiểu, mình cũng sang Singapore nhưng mà mình chưa sang là cái đảo Sentosa đấy. Nhưng mà tất cả những chuyên gia về bất động sản hoặc là cái bộ máy giúp việc cho bác Vượng và ý tưởng gì đấy thì họ đều phải trải nghiệm và họ đưa về. Cái thành công cũng đã thành công, Vinpearl thì nó không phải là mới, đúng không? Nhưng mà mới ra phía Bắc này, và cái hạ tầng tất cả cái thứ đấy 860 hectare nó bằng hai, cũng phải bằng Vin 1, Vin 2, đúng không? Thế thì cái hạ tầng nó sẽ đồng bộ, và cái đấy nó tiện ích nó gì, nó hơn là gì? Nó sẽ đồng bộ hết ở một chỗ. Đấy, ví dụ như Ocean Park 2, 1, 2 nó còn tách nhá, được khoảng 5 cây. Nhưng mà cái đảo đảo của cái chỗ Vũ Yên ấy thì nó lại nằm trên ba dòng sông, cái vị trí cực kỳ đắc địa. Đâu đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy như Hải Phòng ấy.
À quên, như như Sài Gòn ấy, Thủ Thiêm ấy. Đấy, thì những cái thứ đấy nó hả về về mặt phong thủy các thứ nó rất là tốt. Đấy. Hai là Vin đưa hết tất cả các tiện ích vào đây. Thế bây giờ câu chuyện là về mặt địa thế này, về mặt chính quyền rồi các thứ để chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những con những cái nét riêng. Thật sự là Vin cũng phải lựa chọn để ra trong ra hàng trong gọi là kích ập trong các cái dự án nó chuẩn đúng không? Thì đâu đó mình thấy là cái bài đấy cũng rất là chuẩn thôi. Và cũng có những câu chuyện là ngày xưa mình nhớ là mình phân tích Ocean Bank 2 ấy, thì cũng có những người bạn hỏi là anh lấy nguồn thông tin từ đâu, thì mình cũng nguồn thông tin rất là chính thống từ báo cáo thường niên đúng không, và trong cái báo cáo tài chính kế toán nữa đấy, thì họ có những giải trình đấy, thì cái đấy nó cũng sẽ chuẩn hơn. Và một điều nữa là chúng ta chú ý là với Vin ý, thì là công ty niêm yết, Vinhome là công ty niêm yết nên là các cái thông tin sẽ được public đấy, thế nên là các bạn cứ an tâm. Và có những điều nữa là gì, chúng ta sẽ thấy là một số các công ty chứng khoán ấy, họ có phân tích, họ phân tích để tư vấn đưa cho những nhà đầu tư ấy, những hội đầu tư ấy, mã chứng khoán ấy, thì họ phân tích chuyên sâu hơn đấy, phân tích ngôn ngữ đấy thì nó sẽ bằng ngôn ngữ tài chính đấy. Thế thì câu chuyện chúng ta sẽ thấy là à, thế thì bây giờ mình thấy là với mình, quan điểm cá nhân của mình thì với ba cái điểm nhấn kia, và chúng ta cũng chờ thời gian chính thức kích cập của chủ đầu tư, nhưng tìm hiểu thì chúng ta thoải mái, thậm chí search đủ thứ, bây giờ lại có chat giờ GPT thì các cụ cứ xem nó có tư vấn thằng đấy không. Nhưng mà thật ra thì nói đùa thôi, cái câu chuyện đấy thì đấy nó khác hoàn toàn rồi. Chứ bây giờ câu chuyện là chúng ta sẽ bắt tay với nhau như thế nào sau những cái việc một cái cơ hội đầu tư mới đấy. Mình thì cũng sẵn sàng, với là sale thì chắc chắn là mình phải đi tìm tất cả những cơ hội mới thôi đấy đúng không, tìm khách hàng mới, tìm cái cơ hội đầu tư đúng không, và nhìn nhận đánh giá phân tích. Thì mình thấy là với cái câu chuyện đấy thì là sẽ mình thấy là cũng chuẩn thôi, chúng ta cũng chờ đón cơ hội đấy. Nhưng cái mặt hàng thì mình nghĩ là hàng thì sao, chắc chắn là trong đấy là sẽ có villa, biệt thự sinh thái đúng không, các cái khách sạn, rồi là shop house, các cái tiện ích. Thì với như VinWonder này, Sun Gold, thì nó đem lại cái hạ tầng, đem lại cái all in one. Đấy, ví dụ như các bạn ở Ocean Bank 1 này, bạn muốn đánh gôn thì chắc chắn là bạn phải lên trên chỗ Long Biên, đúng không? Đấy, và cái khu của đấy thì nó quá đẹp rồi, nó lên hình rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là à, thế thì cái hạ tầng nó đồng bộ. Vin, ví dụ như Ocean Bank 2 mình nói là gần như Vin làm hạ tầng đầy đủ rồi, chưa bao giờ có một kỳ tích như vậy. Đấy, mở bán tháng 4, mở tháng 9 bàn giao. Đấy, thế còn các cái chủ đầu tư khác thì đôi khi nó rất phức tạp. Đấy, và đâu đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy, mình cũng đã có phân tích số liệu rồi từ Hiệp hội Bất động sản, là cái những cái dự án mới khởi công mới là rất là khó, và đặc biệt các siêu dự án. Nhưng với Vin thì không phải hôm nay, đúng không? Họ đã làm rất là lâu rồi. Chỉ có điều thời điểm ra hàng thì cũng mình cũng cũng một số các nhà thầu xây dựng thì mình cũng có một cái thông tin ngoài lề. Thế nhưng mà cái đấy thì chúng ta cũng sẽ đón nhận. Đâu đó thì chúng ta sẽ lại là câu chuyện bàn là gì? Lựa chọn phân khúc nào đầu tư, đúng không? Vị trí và đôi khi bây giờ đó là sau những việc xảy ra thì chúng ta sẽ kết thân. Mình nói ví dụ như ở xuống ở Sơn Bắc 2 mình bảo bạn mua chênh bao nhiêu, thế thì mình chỉ cần nghe nghe các bạn nói giá của chênh thì mình biết là các bạn thuộc cái gì, mua hàng chuẩn hay không. Đấy, thì cơ sở đấy bạn có chat mãi ở trên các cái AI mới thì nó không có đâu. Vì với những cái ngành nghề của như mình thì lại phải có cả dữ liệu của quá khứ, tương lai, cái dự đoán và cả cái câu chuyện của các giao dịch thị trường gần nhất. Đấy, sức hot của thị trường thì mình sẽ có những cái tư vấn chuẩn. Đấy, và bây giờ như thế thì chúng ta sẽ hướng như nào? Thật ra thì bây giờ tìm kiếm cơ hội thì bắt buộc phải tìm kiếm rồi. Đặc biệt là với lượng tiền như thế thì với lạm phát như thế này thì tìm kiếm cơ hội. Mình cũng vẫn luôn luôn gặp các khách hàng tìm kiếm cơ hội, và cũng có những cái các bạn thanh khoản hay chăng nữa thì cũng bảo là em đang cần để em thanh khoản, em đem ra những cơ hội này, cơ hội kia. Thì câu chuyện này mình thấy rằng là chúng ta sẽ lại tìm hiểu. Và chúng ta lựa chọn đâu đó là các bạn nó sẽ phù hợp với những cái chẳng hạn như là các bạn ở Hải Phòng chẳng hạn, các bạn Việt Kiều đấy, rồi là lượng tiền trong dân còn nhiều lắm. Thật ra là ví dụ như mình nói là 700 hecta ở Ocean Park 23 chẳng hạn nhé. Đấy thì cái đền bù ấy nó ra một cái lượng lượng tiền
lượng tiền ấy bây giờ đang ở ngân sách ngân hàng chính sách với lại quỹ tín dụng nhân dân ấy. Thậm chí những người mới xào đất hoặc cái thứ ấy thì rất là nhiều, chỉ có điều vấn vấn đề chúng ta nhìn nhận một cơ hội và bắt tay với chủ đầu tư chuẩn, hoặc thậm chí đến bây giờ cũng vậy thôi. Cái câu chuyện là cái cảm xúc và cái sóng, cái nén sóng của Ocean Park 2 bây giờ nó khác rồi đúng không? Thì Ocean Park ở Vũ Yên cũng vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta chuẩn bị cái gì? Thế còn với Vin ấy thì mình này điện mình có một cái nhận xét là với Vin thì ra bất cứ một sản phẩm nào, đặc biệt với những kiểu phát súng đầu tiên của năm ấy, thì nó luôn luôn là một kỳ tích. Và những câu chuyện là họ là những có cái bộ máy giúp việc, ví dụ Mão Vượng, một sự tuyệt vời để chúng ta lựa chọn. Thế còn mình nghĩ rằng là như này, chúng ta thật sự là tìm kiếm cơ hội thì chúng ta có thể là trao đổi với nhau. Rõ ràng như ngày xưa ấy, mình cũng có một tệp khách hàng độ 20-30 khách hàng. Ngày sau là mọi người có những người mà chờ đợi lâu quá thì mọi người cũng tìm kiếm cơ hội khác, nhưng cũng có những người đi với nhau gọi là tìm kiếm, và đến bây giờ mình chứng minh minh chứng rằng là những giá trị đích thực và những cái giá trị thật đấy, rồi là lựa chọn sàn, lựa chọn môi giới, nó là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó đồng hành dài hạn đấy. Chứ chứ nếu như mà mình cũng gặp rất nhiều khách hàng là ở trong cái trạng thái so sánh, mình rõ ràng là mình phải hiểu thị trường, mình đưa ra những cái sự tư vấn. Cá nhân những sàn xuất sắc thì cũng có sự đào tạo, cá về về chủ đầu tư cũng thế, có những đào tạo và có những cái nghiên cứu cực kỳ chuyên sâu, có những cái key bán hàng và chính sách bán hàng để cho phù hợp đấy. Nên là cái câu chuyện cũng là việc việc đầu tiên là mình cũng chia sẻ là nhiều người hỏi quá, nhiều người hỏi anh ơi liệu cái đấy nó có khả thi không, có thực tiễn không, hay là nó có cái nhiều, thậm chí mình cũng nghe ý kiến phản biện cơ mà, thậm chí cũng đấy. Thế nhưng mà hiểu và mình nghĩ rằng là với một bộ óc kiệt xuất, với một tập đoàn là định hướng dẫn dắt thị trường top 1 và những cái thông tin và những cái dữ liệu database với những kinh nghiệm quá khứ người ta đã làm, thì mình nghĩ là chắc chắn là những cái thông tin rất là hay cho một năm mới. Cũng là một năm mới mà mình nghĩ rằng là cái cơ hội rất là nhiều. Cơ hội chúng ta dành cho Ocean Park 2, Ocean Park 3, cơ hội rất nhiều người cũng là gặp mình chỉ đi tìm cái lỗ thôi, đây cũng là một cơ hội. Cơ hội cũng là có những người gửi mình hàng, gửi mình đây đây để xem em gắn bó dự án em thấy như nào ra sao, đấy cũng là một cơ hội đối với mình. Rất là vui gặp gỡ được những người đấy, thậm chí có những người trao đổi hợp với nhau trong cách nói chuyện, thật sự là cực kỳ là mình thấy rằng là cái mối quan hệ nhân duyên gắn bó. Và đâu đó như vậy thì chúng ta chuẩn bị nhìn nhận cho một cơ hội mới. Các bác ví dụ như là bây giờ là tháng tháng 2 với vị trên công trường, và các bạn cứ đăng ký kênh YouTube của mình sẽ có update. Thế còn cá nhân về cái câu hỏi như thế thì mình nghĩ rằng là Vin Vũ Yên là một điều một cơ hội, một cái những cái gì phân tích tổng thể sự lựa chọn tại Vũ Yên nó cũng có những điều. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy nhá, là 999 căn cái xe xuất sang bên Mỹ ấy, thì cũng từ cái cảng Hải Phòng đúng không? Thủ tướng trong phát biểu thủ tướng cũng nói rõ là sự làm việc chân chính, doanh nghiệp làm việc đàng hoàng nghiêm túc đóng thuế đấy, đấy chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ đấy, pháp luật tạo ra những cái hành lang pháp lý để cho những doanh nghiệp như thế, và đất nước cũng cần những cái thương hiệu quốc gia và đẳng cấp quốc tế. Thế nên là Vin lựa chọn ở chỗ đấy ra trong năm nay là với như mình thì mình đánh giá là chuẩn xác, hết sức là tích cực đấy, là có sự lựa chọn mà sự cân nhắc thôi, nhắc lại thôi chứ mình thì cũng không không đủ tầm phân tích như vậy, nhưng mà mình thấy những cái yếu tố như vậy vì nó gắn kết với nhau về cái định hướng phát triển đúng không, định hướng phát triển đấy, và cái hạ tầng Vin đã làm lâu rồi. Thật ra cái chỗ đấy thì mình nghĩ là cũng một phần nào đó là Vin cũng muốn tận dụng cái đầu tư công ấy, làm mấy cái cầu của thuộc ngân sách 4.000 mấy ấy, thì làm xong thì chắc Vin triển khai thì nó thuận hơn. Bỏ ngân sách với doanh nghiệp tư nhân thì họ cũng sẽ tính toán rất là nhiều ấy. Thế thì khi mà thành công thì các cái hạ tầng giao thông làm xong thì Vin triển khai chắc chắn nó sẽ nhanh hơn. Thế và một điều nữa là gì, nếu như trong trường hợp phát triển với VinFast ấy, thì các cái chuyên gia nước ngoài sẽ sang Việt Nam đúng không, thì cái đấy cũng là một nơi để mà họ có một cái ở nơi ở nó đẳng cấp đúng không, xứng tầm, và thậm chí là nó là gắn kết. Chứ chúng ta tìm đến Vin thì cũng đảm một hệ sinh thái
chứ không phải đơn thuần là một một rất nhiều cái là chúng ta thích ở cái câu chuyện của sinh thái là gì, là Vin này, Vin VinMec này, VinSchool này, đúng không? Đại học VinUly thì nó đẳng cấp rồi, đúng không? Rồi là VinFast, đúng không? Thế rồi là bây giờ đất nước quốc gia cũng có quyền tự hào về Vin Future. Đấy thì quan điểm cá nhân của mình thì là mình thấy rằng là cái Vin Vũ Yên, Vin lựa chọn, Vinhome lựa chọn ra năm nay là hoàn toàn thuyết phục, và chúng ta cũng có chuẩn bị những cái bước tài chính cần thiết để chúng ta lựa chọn. Một số các cái giá hoặc một số các web hoặc một số các ấy đấy thì mình nghĩ là các bạn cũng nên cân nhắc, vì là với Vin thì làm thượng tôn pháp luật, mọi thứ là công khai, mọi thứ. Còn cái câu chuyện là ra hàng hoặc là kiểu bán hàng như iPhone đẳng cấp quốc tế thì nó lại khác. Nhưng mà mình khuyên, mình muốn rằng là các bạn đừng đi một cái trạng thái gọi là kiểu như là cọc tiếp các thứ trước với một cái sàn, nó cũng rất nhiều bài nhiều vấn đề sau cái OP2, mà ví dụ bạn cọc ở đoạn này thiện chí, bạn kia bạn lại đi chỗ khác, bạn ấy lại cọc chết. Nên những cái đấy nó cũng không nên. Cái còn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu thôi, còn thời gian thì như nào thì chắc chắn là trên kênh YouTube mình cũng sẽ luôn luôn chia sẻ những thông tin chân thật, trung thực và mang tính thời điểm, thời gian và thời sự. Đấy, nhưng mà nó cũng phải chuẩn tắc theo những điều chủ đầu tư quy định, chứ cũng không 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 làm những điều mà một số cái như trước đây các bạn đã gặp với một số cái nhưng nó không 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 chuẩn. Đấy thì theo mình thì các bạn tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị dòng tiền. Còn chính sách bán hàng hay giá cả hay phân khu đấy thì chắc chắn là chuẩn bị ra thì Vin cũng có những buổi kích ập và các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Ví dụ như Ocean Bank 1, Ocean Bank 2, Ocean Bank 3, cả một sự kiện rất là lớn đối với Vin, thì chúng ta tìm hiểu đấy và chúng ta sát đấy thì sẽ có, luôn luôn có. Thế còn mình đánh giá tiềm năng với cái đấy là thật sự là một cơ hội vì nhìn nhận dài hạn ra. Rồi là như Hiệp hội Bất động sản thống kê ấy, có 70% mọi người thích về lợi nhuận, thì đương nhiên chúng ta là dân đầu tư, đúng không? Ai chả thích cái câu chuyện tích vào lợi nhuận, thì còn đã bỏ qua là cái công tác như pháp lý này, cái chủ đầu tư uy tín rồi, để chúng ta bớt thời gian đấy thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào cái câu chuyện của sinh lời. Sinh lời thì sẽ là vị trí, đúng không? Sinh lời sẽ là làm sao mà cái câu chuyện cung cầu, làm sao mà cái câu chuyện mà lựa chọn được những sàn uy tín, những cái người mà bắt tay với chúng ta những cái thương hiệu, những cái thương vụ dài lâu, chứ không phải là chống vài gọi là chen, chỉ là sốt thì chúng ta làm với bất động sản, còn không sốt thì chúng ta lại đi chạy Grab. Thì đôi khi các bạn cũng đã gặp một số người đấy rồi, cũng đã là bây giờ mua xong rồi cũng không biết giải pháp thế nào, nắm thông tin ra sao. Thì cũng rất là bây giờ cũng 4.0 rồi, có thể các group thì cũng có thể các bạn vào hỏi, nhưng mà mình cũng khuyên là chúng ta hãy lọc cái thông tin cho nó chuẩn xác. Đấy, và video thì các bạn cũng cần thông tin thì các bạn cứ đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy, rồi có thông tin mới mình sẽ up. Đấy, về về cơ hội thì mình đánh giá là những cái mà VinFast đang làm này, cái tiện ích các cái thứ kinh tế chính trị xã hội của tỉnh Hải Phòng. Đúng, Hải Phòng có một bác bí thư vừa lên phó thủ tướng, đúng không? Đấy, rồi là các cái thông tin thêm nữa. Thì mình nghĩ là cái dự án đấy nó cũng hội tụ những nhiều thứ, thì cũng là một cái cơ hội chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cũng có nhiều kênh. Thế nhưng mà ví dụ như là, hoặc là nhiều dự án, ví dụ như hoặc nhiều chủ đầu tư. Nhưng mà với Vin thì mình thấy rằng là cái thời điểm và những cái thứ đấy là chắc chắn là mình nghĩ là cũng chín muồi. Thì chúng ta chờ đợi những thông tin tích cực, và đâu đó có các bạn lựa chọn những kênh đầu tư. Nếu có gửi tiền thì cũng phải chuẩn bị để chúng ta chuẩn bị thôi. Đấy, vì là cũng như 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 trước đây thì cái câu chuyện sức nóng của thị trường, còn bây giờ cũng thế, thì chúng ta với một cái lượng căn đâu đó là cũng có một cái bạn đưa ra nó mấy nghìn đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là với các cái tiện ích như vậy thì giá cả và các cái số lượng cũng cũng tương đối, để làm sao chúng ta có những cái quyết sách đầu tư. Và thậm chí bây giờ cũng nhiều người nếu như chúng ta không chuẩn bị cái dòng tài chính chuẩn ấy, thì đấy các bạn sẽ nhìn thấy những hiện tượng cắt lỗ là do sao, đúng không? Thế và những cái căn vị trí đẹp bây giờ thậm chí các bạn muốn tìm cũng không được ở với Ocean Park 2, đúng không? Thế thì chúng ta chuẩn bị hôm nay cũng là một tiền đề, mai bắt đầu lại công trường bắt đầu lại sáng đèn 24 trên 24 rồi. Thế dưới kia thì ở đấy thì cái về bất động sản thì chúng ta chờ đón những thông tin từ nghiên cứu,
từ hiện trường. Và những điều đấy thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cho nhau những thông tin và những thương vụ thật sự hiệu quả trong tầm nhìn dài hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.